Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là một buổi sáng mùa đông. Minh Cương đang ở chùa Phả Am, thôn Thờ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Thì cách đây một năm, khoảng một năm, thì cũng là ngày khánh thành ngôi Tam Bảo chùa làng. Hôm nay Minh Cương mời quý vị và các bạn đi một vùng quanh ở khu vực chùa này để chiêm ngưỡng các cảnh đẹp nơi này nhé. Xin chúc quý vị và các bạn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn đạt được những thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn quý vị. Nếu quý vị và các bạn thấy video hay, có thể chia sẻ để mọi người, nhiều người cùng biết đến hơn. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cũng là ngày 14 tháng 11 năm Tân Sửu năm 2021. Minh Cương đang có mặt tại chùa Phả Am, thôn Thờ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, là cách đây được khoảng tầm một năm thì ngôi Tam Bảo chùa Phả Am, thôn Thờ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội được khánh thành. Và hôm nay Minh Cương tới chùa để quay một chút video để gửi tới quý vị và các bạn gần xa một số khung cảnh ở nơi này. Thưa quý vị, đây là ngôi Tam Bảo ở chùa Phả Am được xây khánh thành cách đây một năm. Trong thời điểm xây dựng cũng ảnh hưởng dịch Covid năm trước nên cũng có rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên là vượt qua những trở ngại khó khăn đó thì từ cán bộ nhân dân cũng như toàn thể nhân dân chúng ta gần xa đã đóng góp phát tâm công đức để ngày hôm nay một ngôi đại hùng bảo biện, ngôi Tam Bảo chùa làng được xây dựng thành công và được ngôi Tam Bảo là nơi thờ chư Phật, chư Bồ Tát. Hôm nay Minh Cương đến nơi này để quay lại một chút hình ảnh nơi này để quý vị và các bạn gần xa được biết. Minh Cương cũng là có một biết một chút về cái hình ảnh thì là hay đưa các cái thước phim video từ lễ hội làng này, từ khánh thành chùa rồi một số các công việc của làng, Minh Cương cũng rất hoan hỉ và vui vẻ để ghi thước phim để quý vị và các bạn gần xa được biết. Bởi vì có những người công tác ở nước ngoài cách lửa vòng trái đất, hoặc là những người ở phương xa miền Nam, miền Trung, miền Bắc, không phải lúc nào họ cũng có dịp về quê được. Và Minh Cương rất là vui khi đưa những thước phim đó lên để mọi người gần xa được biết đến quê mình và được hiệu ứng của mọi người là rất là đồng tình. Và Minh Cương cũng rất là hoan hỉ để đưa các cái hình ảnh đó lên. Quý vị và các bạn ngắm lại cái ngôi Tam Bảo chùa làng sau một năm xây dựng xong cũng rất là tuyệt vời. Đấy. Mong muốn của Minh Cương là đem lại một chút vui, ít nhất là một chút vui cho một ai đó. Mặc dù là bất cứ một cái việc gì cũng như là một đoạn video đưa lên có thể hợp với người này lại không hợp với người kia. Hoặc là Minh Cương cũng không phải là người chuyên đi nói để kiếm tiền nên đôi lúc có những lời nói nó hơi lủng củng, chưa được sắp xếp. Thì quý vị và các bạn hãy hoan hỉ cho Minh Cương. Đấy. Thật là tuyệt vời bởi vì quê ta trong những năm gần đây rất là đổi mới, từ các giếng làng, từ các công trình chùa chình chùa đình và các con đường rất là tuyệt vời để mọi người được thứ nhất là được đi lại này, có những con đường đẹp để đi lại, có ngôi chùa xăng à, có những ngôi chùa để cho chúng ta được lễ trời Phật, lễ Phật, lễ Bồ Tát để biết ơn đến bề trên cũng như là biết ơn cha mẹ chúng ta, bởi vì giáo lý của Phật pháp thì cũng không có gì là quá sâu xa mà là hãy khuyên chúng ta làm lành lặng giữ, yêu thương cha mẹ, anh em, mọi người. Đấy. Xin mời quý vị và các bạn cùng Minh Cương trải nghiệm một chút hình ảnh ở đây này. Đây là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bằng đá ngọc tại giếng chùa Phả Am, thôn Thờ Vực. Rất là tuyệt vời. Một chú chim đang đậu trên một bánh xe luân hồi. Ở giữa là chữ vạn. Bạn là tượng trưng cho vạn
điều tốt lành, còn rất nhiều ý nghĩa tuyệt vời. Thưa quý vị, hoa mộc này Minh Cường thích nhất là cái hương hoa của hoa mộc, mặc dù nó đẹp thì không quá đẹp nhưng mà cực kỳ tuyệt vời, hương thơm rất là tuyệt vời. Hoa hồng, tất nhiên là mùa này là mùa hanh nên các cái cây cối cũng như là hoa thì nó không được đẹp như là các cái mùa khác, hanh bởi vì khô. Tuy nhiên là ở chùa thì luôn luôn là cái không khí là trong lành và các cây cối luôn luôn là được tươi tốt để vạn tuế. Cái nơi mà quý vị đang nhìn đây, nơi này ngày xưa là ngôi tam bảo ở dưới này, nhưng mà khi mà xây ngôi tam bảo mới thì là được thỉnh rước bề trên tam bảo lên ngôi tam bảo mới. Ở đây là thành mẫu. Tiếng khi cầu buổi sáng ngày 14, ngày mai đã là ngày rằm rồi. Đấy, cổng chùa đây là cây khế này rất là nhiều năm rồi, quả chữ chịt, quả vàng au.
Thank you.